Thì cái xì lô sụp các bạn thấy là nó cũng là nằm ở trong cái dạng nhịp 4-4, thì ở những cái pha mà nó đánh theo kiểu rốc á. Là nó đều kết hợp được vào trong bolero ha. Cái kỹ thuật mà bolero thì mình chơi á, là ở cái phần nó chia làm mà gọi là khi mà cái ở cái kỹ năng của các bạn là chia làm đại khái là 3 phần đi. Trung bình là 3 phần, thì một cái phần là các bạn sẽ tập khoảng có 4 cái kỹ thuật cơ bản để đánh được một bài bolero. Sau đó các bạn sẽ tập phức tạp hơn là thêm một bài kỹ thuật phăng nữa. Và đến cái phần 3 là các bạn sẽ tập cái những cái kỹ thuật nâng cao hơn, giống như rumba đưa vào rồi syncope đưa vào, để chi là cho cái tiếng đàn của các bạn nó hòa quyện được nhiều hơn ha. Thì khi mà các bạn chơi được như vậy thì nói chung là các bạn cái độ nhuyễn và chuyển kỹ thuật các bạn phải nắm rất là kỹ và phải rất là nhuyễn mới được. Rồi bây giờ mình thử ha. Bởi không gian ngừng tan, níu đôi chân thời gian, đừng nên cho giây phút chia này kéo dài. Trước khi vân kỳ cũng mong cho tàu đừng đi. Rồi ha, thì các bạn thấy được rằng là cái kỹ thuật mà trình bày một cái bài hát đó, thì là mình đang đánh ở rê thứ nha, thì là nó sẽ là như vậy ha. Thì bây giờ để tiện cho các bạn tập thì mình sẽ đánh ở la thứ nè ha. Các bạn nhìn kỹ những cái kỹ thuật cơ bản nè, kỹ thuật thứ nhất nè, để các bạn ôn luyện lại cái phần lúc như lúc nãy mình nói là sẽ chia ra làm 3 giai đoạn. Để cái giai đoạn mà tiến lên bolero của các bạn là chia ra làm 3 giai đoạn, thì giai đoạn 1 các bạn phải thuộc ít nhất là 5 kỹ thuật cơ bản. Chuyển từ một điểm cuối nẻo một người tiến một người đi, đẹp tựa bài thơ nở giữa đêm thâu nở tận tâm hồn. Rồi như vậy kỹ thuật cơ bản đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy nè, rải xuống nè. Các bạn nào mà theo học đờn đàn của bên mình thì biết rồi, rải bolero nó gồm có 4 sợi dây ha. 4 sợi dây này nè. Đó. Là khi mà các bạn bấm gam ở đâu thì các bạn sẽ phải đánh bát gam ở đó ha. Bát gam ở đó là bát gì? Bát của chính cái nốt tên của gam. Bạn chơi ở son thì bạn phải bấm đánh nốt son là nốt bát, mà nếu bạn chơi ở la thì bạn cứ đánh nốt bát là nốt la. Còn ngoại trừ những cái anh chuyên nghiệp thì các anh sẽ tự biết phân ở những cái nốt khác nữa. Nhưng mà đây cái cơ bản chính xác của nó là như vậy. La thứ nè, mình sẽ đánh bát la và mình rải 4 sợi dây xuống nè. Khi mình gọi rải thì nó là như vậy, bùm tum 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 đó ha. Rồi các bạn sẽ thấy nè, các bạn rải xuống nè, rải chát chát ha. Rồi lại nè, chát chát chát, rải chát chát. Sau đó các bạn nè, chát lên nè, chát lên nè, rồi các bạn chát chát chuyển. Kỹ thuật bolero cơ bản.
chiều nào tiễn nhau đi khi bóng nhà sẽ tàn. À, rồi như vậy thì đây là kỹ thuật số 1. Kỹ thuật số 2 các bạn làm như sau. Chiều nào tiễn nhau đi khi bóng nhà sẽ tàn, hoàng hôn đến đâu đây màu tím dần trong hồn ta. Rồi ở kỹ thuật thứ hai này, như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là các bạn sẽ rải cháp cháp cũng cháp lên luôn, nhưng mà các bạn không đánh hai cái chát xuống nữa mà các bạn đánh hai cái chát lên tiếp rồi các bạn chuyển. Rồi khi các bạn chơi các bạn kết hợp lại. Chiều nào tiễn anh đi khi bóng đã sẽ tàn, hoàng hôn đến tim dâng trong hồn tôi. Ok không? Ha. Rồi như vậy thì các bạn thấy là ở cái kỹ thuật cơ bản thôi mà các bạn đã có hai cái cách chơi ha. Bây giờ các bạn sẽ đến với cái kỹ thuật thứ ba. Đến với kỹ thuật thứ ba thì các bạn sẽ có cái rải xuống. Con đường xưa anh đi vang lên mãi tổng thể ngõ hồn dân cái tên, anh làm thơ vũ quy khách qua đường lắng nghe. Như vậy kỹ thuật thứ ba này như thế nào? Kỹ thuật thứ ba này là rải xuống nè, chát bum xuống lên xuống lên xuống nè, rải xuống nè, chát bum xuống lên xuống lên xuống chuyển. Rồi ở cái phần xuống lên xuống này các bạn phải dành cho nhanh nha. Các bạn tập không luôn, xuống lên xuống, rồi chuyển. Rồi khi ráp lại thì nó hình thành như thế này. Ha, ok. Như vậy thì các bạn có khi mà các bạn chơi các bạn sẽ ứng dụng kỹ thuật thứ ba này vào. Đêm đêm người mùi hương mùi hoa xứ nhà nàng, hương nồng hoa tình ai đậm đà ngay đó gọi tên, nhà nàng cánh gần bên tàn hoa xứ quanh tường, nhìn sáng trộm nhớ thương thầm mơ ngày mai lứa đôi. Thấy không? Các bạn thấy không? Ha. Như vậy là ở cái kỹ thuật thứ ba này các bạn áp dụng vào ha. Rồi kỹ thuật cơ bản thứ tư. Kỹ thuật cơ bản thứ tư này các bạn chỉ sử dụng là nên sử dụng là khi mình đi hai nốt bass thôi. Các bạn sẽ rải xuống. Chát bum chát. Nè lại nha. Hai nốt bass xuống nè, chuyển nè, rải nè. Cháp bum cháp đi hai nút bát nè. Đó, rải cháp bum cháp đi hai nút bát chuyển ha. Rồi. Như vậy là ở cái phần kỹ thuật thứ tư rồi. Như vậy khi cái tiếng đàn của các bạn như vậy thì các bạn cần có cái sự nhẹ nhàng. Các bạn cần phải thêm hai cái yếu tố phụ là các bạn có bốn kỹ thuật rồi đúng không? Bốn kỹ thuật rồi, các bạn phải có thêm hai cái yếu tố phụ nữa. Một là sôi động.
xuống lên xuống, chát bấm xuống lên xuống lên xuống chuyển, à xuống lên xuống, chát bấm xuống lên xuống chuyển, đó là kỹ thuật cơ bản. Rồi bây giờ các bạn thấy ở cái kỹ thuật tiếp theo ha, các bạn sẽ sử dụng cái kỹ năng là quay lại ở cái bolero cơ bản, các bạn sẽ thấy là thì bây giờ các bạn sẽ sử dụng là hai cái nốt bass. Đầu tiên là các bạn sẽ vô sử dụng là không bấm nha. Như vậy là các bạn thấy là rải xuống nè, chát 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 lên nè, các bạn đánh nè, bum bum chuyển. Từ tiền tuyến tôi về thăm căn nhà ngoại ô, thấy lòng thương vô bờ, buồn con đường này đây, rồi. Như vậy thì các bạn tự hiểu rằng là khi mà các bạn không bấm bát như vậy thì lâu lâu các bạn bấm nó sẽ rất là hay. Ha, ok. Rồi như vậy thì đây là cái kỹ thuật thứ 7 của các bạn rồi đó. Thì khi đó là các bạn tiếp tục các bạn chơi những cái kỹ thuật như là lát xích để tạo cái sự mới lạ cho các bạn hát ha, mà nó nghe nó nhẹ nhàng. Từ tiền tuyến tôi về thăm căn nhà ngoại ô, thấy lòng thương vô bờ, cũng con đường này đây, cũng mái nhà này đây, còn mà những trăng đêm nay không còn tha thiết như những mùa trăng đắm say. Tôi nghe gió ru cây, chim kêu trên ngàn mây, hồn điên man khăng khoải càng nhớ thương ngoài ô buồn. Đơn giản thôi, vậy thôi ha. Như vậy thì ở cái classic này là như thế nào? Ở la thứ thì các bạn rải xuống, các bạn đánh dây 3 4 5, rồi các bạn đánh 1 2 3 nhanh lên rồi chuyển xuống rê. Rồi ở rê thì các bạn đánh 2 3 4, rồi các bạn đánh 1 2 3 nhanh lên nha, lên mi. Rồi các bạn đánh ở mi thì các bạn đánh là 4 5 6, rồi các bạn đánh 1 2 3 nhanh lên, chuyển giờ. Như vậy thì các bạn sẽ nghe cái tiếng này nó như thế này. À, để tạo cho cái tiếng đàn nó có cái gì đó nó độc đáo mà nó mới lạ hơn ha. Rồi ok. Như vậy sau khi các bạn sử dụng những cái nhẹ nhẹ thì các bạn vẫn phải có những cái kỹ thuật đánh mạnh, thì mình sẽ lấy xì lô sụp vào để mình đánh ha. Thì khi đó là mình sử dụng lâu lâu mình sử dụng thôi, mình sử dụng kèm với rumba. Chiều nhau tiễn nhau đi khi bóng ngả xê tàn, hoàng hôn đến đâu đây màu tím dần trong hồn tôi, bởi không gian ngừng tan đôi chân thời gian. Đừng đem cho giây phút chia ly này kéo dài, trước khi phân kỳ cũng mong cho tàu đừng đi.
lỗ sụp ha. Thì xì lỗ sụp ở cái kỹ thuật cơ bản của nó thì các bạn sẽ thấy được rằng là nó là như thế này. Trôi mãi, trôi về nơi xa xăm mịt mù. Trong cơn mưa chiều nay gọi thầm tên em. Những nước muôn xa rồi, giờ còn bay về nơi phương ấy. Người đã đi quên bao tháng ngày, chỉ có trong mơ. Nhớ về em, trong cơn mơ nhớ về. Nhớ về em, nhớ anh mắt môi cười thơ ngây. Cái bài này mình không được thuộc lắm hả các bạn. Thì khi mà các bạn chơi như vậy á, thì các bạn áp dụng vào cái điệp khúc bolero cũng được nữa. Mình làm lại ha. Từ tiền tuyến tôi về thăm căn nhà ngoại ô, thấy lòng thương vô bờ. Con đường này đây cũng mãi này đây còn mang đi đêm đầy, nhưng chẳng đêm nay không còn tha thiết như mùa trăng đắm say. Tôi nghe gió ru cây chỉ kêu trên ngàn mây miệt mát vắng vẻ, càng nhớ thương yêu nhiều. Như vậy ha, ở cái kỹ thuật của nó, cái xì lô sụp này nó rất là khó ha các bạn để ý nha. Chạnh lòng thấy u hoài, các bạn phải đánh cái chát số ha. Chạnh lòng thấy u hoài khi xưa mình ở đây. Nè, chát nè, xong nè, cái nó nằm ở cái chữ chạy lòng thấy u hoài là tới đó là chát nè. Chạy lòng thấy u hoài. Rồi các bạn đánh thêm một cái nữa nè ha. Chạy lòng thấy u hoài khi xưa mình ở đây. Đó là cái khi mà các bạn đánh chát xuống một cái, rồi các bạn chát thêm một cái nữa ha. Rồi các bạn đánh là vuốt nè, theo để mình đếm cái nhịp là xuống lên xuống lên xuống lên xuống á, xuống lên xuống lên xuống lên xuống ha. Đó. Đúng rồi, xuống lên xuống lên xuống lên xuống ha. Rồi các bạn đánh cái chát chát, rồi các bạn chuyển nè. Rồi mình nhầm ở khúc đuôi rồi, khúc đuôi chỉ một cái chát thôi à. Đó, chỉ một cái chát, khúc đuôi chỉ có một cái chát thôi nha. Chát nè, xong chuyển nè. Đó, thấy không nè. Nghĩa là bây giờ ha, mình đọc lại nè. Chát nè, xong nè, xuống lên xuống lên xuống lên xuống nè. Các bạn đánh cái chát nè, rồi các bạn chuyển nè. Rồi các bạn lại đánh cái chát nữa nè. Rồi nè, xuống lên xuống lên xuống lên xuống nè. Chát nè, chuyển nè. Chát nữa nè. Xuống lên xuống lên xuống lên xuống lên. Lên xuống nè, chát nè, chuyển nè. Nhưng mà cái khó của nó là cái khi mà cái chuyển tiếp cái câu hát đó. Thay vì khi các bạn chuyển gam, các bạn phải đánh bằng cái chát nha. Hôm qua mẹ bảo anh nhờ hoa xứ nhà nàng ướm trà thơm đại khanh, họ hàng cô bác đều khen nhà nàng hãy dùng tôi, màu hoa thắm chưa tàn
quá còn dừng hy vang, chắc nàng yêu tình tôi. À, các bạn cố gắng tập nha, nó chuyển tiếp ở nhưng đêm chớ sầu chát, bốn cái chát nữa, chát em bước qua cầu một tình tan theo bể dâu, biết cho ngày sau. Thấy thế chữ sau không, đánh cái chát sau khi ngó về gần nhau, tình yêu đã vội phai màu. Ok ha. Như vậy ở đây là cái kỹ thuật, thêm một cái kỹ thuật cho các bạn rồi đó. Thì các bạn khi cái lối chơi của các bạn bữa nay là rất là nhiều kỹ thuật để các bạn chơi rồi. Coi như là gói gọn lại là các bạn đã nắm được tất cả các kỹ thuật cơ bản. Bolero nè, classic nè, rumba nè, silo sub nè. Rồi để rồi các bạn còn phân ra những cái kiểu mà bass, đi bass thế này thế kia nữa là các bạn sẽ đánh rất là hay rồi. Thì mình cũng dừng cái video ở đây lại ha, để cho các bạn tập luyện ha. Rồi các bạn khi mà các bạn tập luyện thì các bạn đầu tiên các bạn sẽ cái độ nhuyễn các bạn nó sẽ tiến rất là chậm, nhưng mà từ từ nó sẽ thành cái thói quen, và đến khi các bạn nhuần nhuyễn lúc nào thì các bạn cũng không có hay được, tự nhiên các bạn sẽ đánh hay. Chuyện từ một đêm cuối nẻo một người tiên một người đi, đẹp tựa bài thơ nỡ giữa đêm thâu nỡ tận tâm hồn. Chuyện một mình tôi chém dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần, vì giây phút ấy tôi tình cờ hiểu rằng tình yêu đẹp ngàn đời là tình yêu khi yêu em. Rồi mình dừng ở đây ha, rồi các bạn tập đàn đi.